Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh được tử vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ năm ngày 6 tháng 7 năm 2023. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão, ngày này là ngày Ất Sửu tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Mão Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành Niên Mệnh, Hải Trung Kim, ngày Ất Sửu tức Can Khắc Chi, nghĩa là mộc khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày Cáp. Về nạp âm, Hải Trung Kim, Kỷ Tuổi, Kỷ Mùi, Quý Mùi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Bính Tý, Giáp Tý. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao Địa Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Cát Khánh tốt mọi việc, sao Âm Đức tốt mọi việc, sao Kim Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp, sao Nguyệt Hư xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao Nhân Cách xấu đối với giá thú, khởi tạo, sao Độc Hỏa xấu đối với sửa sang nhà cửa, đổ mái, xây bếp. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Tây Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 6 tháng 7 năm 2023, chi tiết cụ thể chính xác nhất. Tử vi thứ năm ngày 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, lục hợp quý nhân che chở cho vận trình hôm nay của người tuổi Tý khá suôn sẻ. Bản mệnh thoải mái đón một ngày làm việc rất bình yên. Mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp khiến công việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Bản mệnh chính là người có vai trò gắn kết tập thể. Tuy nhiên, tác động của tỷ kiên khiến con giáp này dễ bị thị phi, tiểu nhân quấy rối do có kẻ bắt đầu so bì hoặc cố gắng hạ bệ bạn để thế vị trí của bạn. Người đó có thể là người thân quen mà bạn không ngờ tới vì họ biết rõ nhược điểm của bạn. Thổ thủy tương xung cho thấy sức khỏe không được tốt. Lúc này dù có vấn đề gì có thể xảy ra thì bạn cũng phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân, tránh làm việc quá sức cũng như suy nghĩ lao lực và làm tổn hại cơ thể nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, vận trình suôn sẻ, làm việc hiệu quả. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp, nâng cao hiệu suất công việc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, được đánh giá cao nhờ vai trò gắn kết tập thể. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, đề phòng thị phi, tiểu nhân quấy rối sẽ tìm cách hạ bệ. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, tránh làm việc quá sức và suy nghĩ lao lực. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 68, số 16, số 90. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an,
gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày mới, thiên quan xuất hiện, cảnh báo tuổi Sửu cần đề phòng những kẻ tiểu nhân. Kẻ đó có thể lợi dụng lòng tin của bạn để lừa gạt, dụ dỗ bạn hòng chiếm đoạt lợi ích của bạn, khiến cho con giáp này mất bao công sức mà cuối cùng chẳng được hưởng thành quả do chính tay mình làm ra. Tiền bạc thất thoát khi mà chỉ còn chút xíu nữa sẽ vào túi mình, những chú trâu chưa chắc đã tìm ra được nguyên nhân, chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối và tự trách bản thân cả tin mù quáng. Cho nên làm gì, nói gì, bạn cũng phải nắm chắc mọi thứ rồi mới được tiến hành. Thổ khí vượng là dấu hiệu cảnh báo sự giảm sút về sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống, chú ý đề phòng các bệnh về đường tiêu hóa, cẩn thận kẻo đau dạ dày. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh kim, đề phòng tiểu nhân lừa gạt, chiếm đoạt lợi ích. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh thủy, mất nhiều công sức nhưng không được hưởng thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh hỏa, tiền bạc thất thoát một cách đáng tiếc. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh thổ, nên tìm hiểu kỹ, nắm chắc mọi việc trước khi quyết định. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh mộc, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, chú ý chế độ ăn uống. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn: số 53, số 27, số 14. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Trong ngày gặp thương quan án ngữ, ảnh hưởng xấu, khiến người tuổi Dần có thể trở nên bi quan, mệt mỏi và thiếu tự tin về con đường mình đã chọn. Chính những suy nghĩ tiêu cực sẽ trở thành rào cản trên con đường rộng mà bạn đi trong tương lai. Lúc này, mọi việc có xu hướng trì trệ và bạn cần phải cố gắng và nỗ lực gấp đôi bình thường để vượt qua khó khăn trong công việc. Nếu không, bạn dễ bị đồng nghiệp gây khó dễ, cấp trên khiển trách vì tinh thần thiếu tập trung. Mộc khắc thổ, những chú hổ đừng cố gượng ép bản thân, nhất là trong chuyện tình cảm. Cảm xúc là điều không thể che giấu hay cưỡng ép được. Bạn nên tôn trọng người khác cũng như chính bản thân mình bằng cách thẳng thắn đối mặt với chính tình cảm của mình. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh thủy, bi quan và thiếu tự tin về con đường mà mình chọn. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ tiêu cực sẽ trở thành rào cản trên đường tương lai. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh thổ, mọi việc trở nên trì trệ và phải nỗ lực gấp đôi để vượt qua khó khăn. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh mộc, có thể bị khiển trách vì thiếu tập trung trong công việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh kim, không nên cố gượng ép bản thân trong chuyện tình cảm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 19, số 73. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đen, vàng. Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Vận trình ngày mới được thực thần ghé thăm, mang đến cho người tuổi Mão một ngày thứ 5 có lộc lá lắm nhé. Đó có thể là một khoản tiền thưởng nhờ những nỗ lực bền bỉ của bạn hoặc lời mời ăn uống từ bạn bè khiến bạn vô cùng bất ngờ. Đây chính là những tín hiệu tích cực cho một ngày suôn sẻ của bản mệnh. Hơn nữa, nhờ vận may và vận trình tài lộc khởi sắc mà bạn sẽ có nguồn thu đáng kể trong thời gian này. Người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội phát tài trong ngày hôm nay nếu biết nắm bắt cơ hội đó. Ngũ hành xung khắc, đường tình duyên thứ 5 này của tuổi Mão lại không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh thủy, có thể được thưởng nhờ những nỗ lực bền bỉ.
Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, có lộc ăn uống cực thịnh lắm đấy, dễ được người khác mời đi ăn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ, người làm kinh doanh đón nhận nhiều cơ hội phát tài. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc, đường tình duyên chắc trở, nhiều trúc trắc. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh kim, người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để bày tỏ tình cảm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 75, số 16, số 36. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Tuất, Hợi, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Người tuổi Thìn bước sang ngày mới gặp cục diện Sửu Thìn tương phá, cảnh báo con giáp này trong hôm nay tốt nhất nên tránh xa khỏi các cuộc tranh cãi, xung đột kẻo rước họa vào thân. Hãy cố gắng giữ cái đầu lạnh và cố gắng tránh xa sự khích tướng của người khác. Tốt nhất bạn cứ tập trung vào công việc của mình thì hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Bù lại, có chính quan hiệp lực, con giáp này biết nắm bắt cơ hội đang trong tầm tay, phát huy hết năng lực sẵn có của mình. Đồng thời đào sâu tìm tòi những tiềm năng chưa phát triển nên tài lộc gặt hái được không hề tầm thường. Nguồn thu đó giúp cho tài chính của bạn khá dư giả và thoải mái thực hiện những kế hoạch mà mình ấp ủ từ lâu. Thổ khí vượng có thể gây ra một số triệu chứng bất ổn cho sức khỏe của con giáp này. Bạn dễ vì thế mà mệt mỏi và căng thẳng. Không còn tâm trạng để ăn uống nghỉ ngơi, nếu cứ mãi kéo dài thì sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Cố gắng sinh hoạt điều độ bạn nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa, nên tránh xa các cuộc tranh cãi, xung đột không liên quan đến mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, cố gắng giữ cái đầu lạnh và tránh mọi sự khích tướng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, biết nắm bắt cơ hội để phát huy hết năng lực sẵn có. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, thoải mái thực hiện kế hoạch ấp ủ nhờ tài chính dư giả. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, sức khỏe bất ổn, ăn uống không điều độ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 05, số 96, số 17. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Hôm nay, người tuổi Tỵ được tam hợp giúp đỡ nên dù gặp nhiều khó khăn bạn vẫn bình tĩnh chống đỡ và phát triển công việc một cách nhanh chóng. Trong quá trình tiến hành các kế hoạch đã định có không ít rắc rối cản trở nhưng đều được bạn giải quyết bằng năng lực sẵn có nên không thể gây ảnh hưởng gì đáng kể. Hơn nữa, tài lộc của con giáp này đang giữ được mức ổn định khi mà có chính tài trợ mệnh. Bạn giỏi kiếm tiền, làm việc tốt và không ngừng mở rộng cơ hội của bản thân, không hài lòng với tình trạng hiện tại. Có một điểm cần nhắc nhở là đừng quá tham lam và nóng vội, thành công cần nền tảng vững chắc nếu không sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hỏa sinh thổ, nhờ có vận đào hoa đưa đẩy, có thể bản mệnh sẽ gặp được người khiến trái tim mình rung động trong những tình huống rất bất ngờ. Đừng mãi e dè nữa nhé, duyên đến mà không nắm chắc thì nó sẽ đi rất nhanh đấy. Người biết nắm bắt sẽ là người xứng đáng có hạnh phúc. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, bình tĩnh giải quyết khó khăn bằng năng lực sẵn có. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, yên tâm vì tài lộc duy trì ở mức ổn định. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, biết cách kiếm tiền và không ngừng mở rộng cơ hội của bản thân. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, chớ nên tham lam và nóng vội chỉ vì chạy theo mục tiêu. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đào hoa đưa đẩy để gặp được người thích hợp. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 29,
số 34, số 66. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, cam. Quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Vận trình ngày mới gặp cục diện ngũ hành, Sửu Ngọ tương hại, có thể là nguyên nhân khiến người tuổi Ngọ tự tin thái quá vào ngày hôm nay. Bản mệnh không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng muốn là người dẫn đầu. Bạn có thể gặp nhiều rắc rối vì việc này. Con giáp này cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ quá trực tiếp gây tổn thương người nghe. Thiên tài xuất hiện trong tử vi hôm nay của Ngọ báo hiệu bản mệnh có thể sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Với người làm kinh doanh, thứ năm này của bạn khá bận rộn khi phải xử lý hàng loạt đơn hàng. Tuy vất vả một chút nhưng bạn hài lòng với tình trạng bận rộn này. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, có thể gặp rắc rối vì quá tự tin vào bản thân. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, có xu hướng bỏ ngoài tai lời khuyên của người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, chú ý cách ăn nói, góp ý một cách uyển chuyển. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, có thể được giới thiệu việc làm thêm để cải thiện thu nhập. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, người làm kinh doanh bận rộn hơn nhưng hài lòng với sự tình trạng đó. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 17, số 06, số 98. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, cam, hồng. Quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Dưới tác động của cục diện tương hình, người tuổi Mùi xui xẻo có thể trở thành mục tiêu công kích của mọi người xung quanh. Tuy nhiên cây ngay không sợ chết đứng, nếu bạn không làm gì sai thì không việc gì phải chùn bước. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên bước chậm lại để có thể nhìn nhận và đánh giá lại những gì mình đã làm. Có thể cách làm việc của bạn chưa thỏa đáng nên mới gây mất lòng mọi người. Hãy thay đổi để hóa giải tình trạng trên. Thổ vượng khuyên bản mệnh nên quan tâm hơn đến tình hình sức khỏe của bản thân, chớ nên làm việc quá sức, đặc biệt nếu bạn đã cao tuổi. Đồng thời, bạn cũng nên có chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế ăn đồ quá cay nóng hoặc nhiều dầu mỡ. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, không nên nổi nóng trước những lời khích bác. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, nếu bạn làm đúng thì đừng sợ hãi. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, hãy nhìn nhận và đánh giá việc đã làm. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, thay đổi những khuyết điểm của mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, chú ý hơn đến tình hình sức khỏe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 51, số 86, số 12. Giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xám, cà phê. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Hợi, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Thứ năm này được chính Ấn Độ mệnh, người tuổi Thân bằng sự nhanh nhẹn và hoạt bát của mình mà có cơ hội thăng tiến rõ ràng hơn hẳn những người cạnh tranh cùng vị trí. Lại thêm sự khéo léo trong giao tiếp sẽ là chiếc chìa khóa giúp bạn tiến đến thành công một cách dễ dàng hơn. Dường như không có khó khăn nào có thể cản bước bạn vào lúc này, với tài trí và tinh thần mạnh mẽ bạn thoải mái trong việc xử lý các vấn đề xảy ra bất ngờ. Tuy nhiên, bạn nên tỏ ra là người khiêm nhường và tránh nhận thành quả từ người khác để có thể được đánh giá cao hơn.
ngũ hành tương sinh mang tin vui đến cho chuyện tình cảm của những chú khỉ. Dù là người đã có gia đình hay nửa kia, bạn sẽ có cơ hội cùng họ hâm nóng chuyện tình cảm. Còn nếu vẫn độc thân, bạn cũng sẽ siêu lòng với ai đó đang ở xung quanh mình. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, có cơ hội thăng tiến bằng sự nhanh nhẹn và hoạt bát. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, công việc thuận lợi hơn nhờ sự khéo léo trong giao tiếp. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, nhanh chóng xử lý được các vấn đề bất ngờ xảy ra. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, nên tỏ ra là người khiêm nhường để được đánh giá cao hơn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm có tin vui, có cơ hội hâm nóng mối quan hệ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 35, số 77, số 28. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Người tuổi Dậu gặp được quý nhân tam hợp trong ngày hôm nay, nên dù không có năng lực quá xuất sắc thì bạn vẫn sẽ được người khác giúp đỡ để vượt qua mọi khó khăn. Con giáp này dù làm gì cũng thuận lợi hơn người khác, không gặp phải những tình huống khó khăn nên thành công đạt được cũng dễ dàng hơn mấy phần. Chẳng những vậy, bản mệnh còn gặp được thiên ấn nên có thể được người có chức có quyền nâng đỡ. Đây là thời điểm thích hợp để tận dụng tài lực của mình nếu muốn thăng tiến sự nghiệp. Có vẻ như sau bao nỗ lực vất vả thì nay bạn đã được hưởng thành quả xứng đáng thuộc về mình. Thổ sinh kim, người tuổi này đã gác lại quá khứ sau lưng để nắm lấy hạnh phúc trước mắt. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình và bạn cũng thế. Tình yêu đã đến gõ cửa thì đừng để vụt mất bạn nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, được trợ giúp nhiệt tình để vượt qua những khó khăn trước mắt. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, vận trình suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi hơn người khác. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có thể được người có chức có quyền nâng đỡ. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, được hưởng thành quả xứng đáng sau bao nỗ lực vất vả. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, gác lại quá khứ để nắm lấy hạnh phúc trước mắt. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 20, số 86, số 16. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: bạc, vàng. Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại. Người tuổi Tuất đang vô tình gây tổn thương cho người khác bằng những lời nói quá thẳng thắn trong ngày hôm nay. Dù mục đích của bản mệnh là muốn tốt cho đối phương đi chăng nữa, thì vẫn có thể gây ra những phản ứng trái chiều. Hãy chú ý đến cách diễn đạt của mình hơn. Chính quan phù trợ, công việc của người tuổi này có những bước tiến triển rõ ràng. Bạn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, nhờ thế mà cho dù bắt tay vào làm việc gì, bạn cũng được mọi người ủng hộ. Tình hình sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần hết sức lưu ý trong ngày thổ khí đương vượng như hôm nay. Quá mải mê cho công việc mà không chăm lo cho sức khỏe, bạn có thể phải trả giá đắt vì điều đó. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, có thể vô tình gây tổn thương cho người khác bằng sự thẳng thắn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, nên chú ý cách diễn đạt của bản thân để tránh gây phản ứng trái chiều. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, công việc có những bước tiến triển rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nên chú ý làm việc và nghỉ ngơi điều độ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn:
số 50, số 17, số 94. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, nâu. Quý nhân phù trợ, Thân, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 5, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Vận trình ngày mới, xem tử vi cho thấy, do bị kiếp tài cản trở, việc kiếm tiền của tuổi Hợi trở nên khó khăn hơn hẳn. Vốn dĩ cách thành công không còn xa nữa, nhưng vì nhẹ dạ cả tin mà bạn có thể sẽ phải trả giá đắt, dẫn đến mất tiền hao của. Cuộc sống vốn luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và khó lường trước. Dù điều gì xảy ra, hãy làm mọi cách để có thể duy trì kế hoạch của mình đúng như dự kiến ban đầu. Hãy tự tin cho thấy bạn phù hợp như thế nào với vai trò không thể thay thế trong tập thể nhé. Ngũ hành xung khắc, bản mệnh và nửa kia dễ gặp phải trục trặc trong chuyện tình cảm. Bạn nghi ngờ người ấy có điều gì đó giấu giếm mình. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ lời buộc tội nào. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa. Việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn vì nhẹ dạ cả tin. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ. Dù điều gì xảy ra hãy cứ cố gắng duy trì kế hoạch ban đầu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc. Cần tự tin hơn trong việc thể hiện vai trò của bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim. Tình cảm trục trặc do thiếu lòng tin. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy. Nên trò chuyện rõ ràng với người ấy trước khi đưa ra lời buộc tội. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 23, số 09, số 77. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, bạc. Quý nhân phù trợ, Ý, Sửu, Mùi. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.